Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tọa đàm nông thôn mới. Vâng thưa quý vị, sau thành tích là một trong hai huyện đầu tiên của cả nước đạt huyện nông thôn mới năm 2014, huyện Xuân Lộc Đồng Nai tiếp tục bắt tay xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao. Trong bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao, đặc biệt là giai đoạn 2021-2025, có nhiều sự điều chỉnh thay đổi về nhóm tiêu chí, nhóm chỉ tiêu, nâng chuẩn và chất lượng các nhóm. Các địa phương triển khai thực hiện bộ tiêu chí mới này phải tập trung, chú trọng nâng chất lượng công trình nông thôn, nâng chất lượng cuộc sống người dân, nâng thu nhập bình quân đầu người, phát triển kinh tế xã hội nông thôn ổn định, đi lên và giàu mạnh. Tuy là quy định mới có độ khó và nhiều khắt khe hơn so với bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao trước đây, nhưng một số địa phương đã thực hiện khá tốt trong đó nổi bật là huyện Xuân Lộc, một trong ba huyện đầu tiên của cả nước đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao. Vâng và với chủ đề của ngày hôm nay đó là huyện Xuân Lộc, một trong ba huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao đầu tiên của cả nước. À, vâng, chương trình xin được giới thiệu vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay, ông Lê Kim Bằng, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy Xuân Lộc, Đồng Nai. Vâng, xin trân trọng kính chào quý vị khán giả của Đài Phát thanh Truyền Đồng Nai. Xin chào Yến Dung. À, vâng, xin được gửi lời chào đến ông Lê Kim Bằng. À, trước tiên thì xin được cảm ơn ông, rất vui vì ông đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. À, vâng, đầu tiên thì xin được chúc mừng ông cũng như là chúc mừng huyện Xuân Lộc của chúng ta vinh dự là một trong ba huyện đầu tiên của cả nước đã đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao. Được biết đây là tin rất là vui mà huyện Xuân Lộc chúng ta vừa nhận được và là người đứng đầu của huyện thì ông có thể chia sẻ cảm xúc về tin rất là vui, rất là đặc biệt này không ạ thưa ông? Phải nói khi nhận được thông tin huyện Xuân Lộc trở thành một trong ba huyện đầu tiên của cả nước được Thủ tướng Chính phủ chính thức quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao thì toàn thể cán bộ và nhân dân của Xuân Lộc hết sức vui mừng và xúc động. Vui mừng bởi lẽ công sức phấn đấu của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân đã được Trung ương, được Đảng, được nhà nước ghi nhận. Xúc động bởi mấy lẽ sau. Thứ nhất, tin vui đến ngay trong thời điểm cả nước kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước. Chính vì vậy, non nửa thế kỷ ở trên chính quê hương Xuân Lộc hiện nay là nơi diễn ra những trận chiến ác liệt mà có biết bao cán bộ chiến sĩ đã hy sinh nằm trên mảnh đất này. Chính vì vậy, thành tích này chính là món quà thiết thực tri ân đối với những người đã nằm xuống cho quê hương Xuân Lộc hôm nay được hòa bình, độc lập, thống nhất và được phấn đấu đạt được thành tích như ngày hôm nay. Thứ hai, đó là tất cả cán bộ và nhân dân Xuân Lộc không chỉ được đạt danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ mà bước vào thời kỳ đổi mới thì Xuân Lộc tiếp tục đạt danh hiệu anh hùng lao động và sau đó trở thành huyện đầu tiên của cả nước đạt danh hiệu nông thôn mới vào năm 2014. Chính vì vậy nên những thế hệ đi trước luôn kỳ vọng thế hệ hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống đạt được và rõ ràng thế hệ hôm nay chúng tôi đã làm được đã đạt được kỳ vọng mà thế hệ đi trước mong muốn đó là tiếp tục nâng xuân lộc lên một tầm cao mới ở cái chuẩn nông thôn mới nâng cao thứ ba đó là xuân lộc luôn được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và các sở ban ngành hỗ trợ ủng hộ đồng hành chính vì vậy nên kết quả này cũng chính là sự tri ân đối với sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh cũng như các sở ngành đối với quê hương xuân lộc và thứ tư, Xuân Lộc của chúng tôi vốn dĩ là những người dân hết sức là cần cù, thông minh, sáng tạo trong lao động và luôn luôn có khát vọng vươn lên để xây dựng quê hương mình ngày càng giàu đẹp. Vì vậy đây cũng chính là sự ghi nhận của cả nước, ghi nhận của cả tỉnh đối với công sức phấn đấu của những người dân cần cù, chịu thương, chịu khó ở mảnh đất Xuân Lộc Anh Hùng. À, vâng ạ, đó là một cái thành quả mà huyện của chúng ta đã phân đấu đạt được đúng không ạ? Một lần nữa xin, xin được chúc mừng ông cũng như là chúc mừng huyện của chúng ta. Vâng và để làm nên cái thành công của huyện nông thôn mới nâng cao thì phải kể đến nhân tố mang tính quyết định thắng lợi đó là phát huy vai trò lãnh đạo dẫn dắt của huyện ủy Xuân Lộc cũng như là cấp ủy các cấp ở địa phương. Và xin ông cho biết là điều này đã được minh chứng sống động như thế nào trong thực tiễn công tác lãnh đạo của cấp ủy các cấp trên địa bàn huyện trong thời gian qua. Về công tác lãnh đạo chúng tôi tập trung ở năm nội dung chính. Thứ nhất đó là sau khi đạt được nông thôn mới mới đầu tiên của cả nước thì chúng tôi đã mạnh dạn ban hành một cái bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao trong thời điểm trung ương và tỉnh chưa ban hành và đã lãnh đạo chỉ đạo tiến hành ngay việc thực hiện nâng thôn mới nâng cao song song đó huyện ủy ban hành nghị quyết 07 về lãnh đạo huyện xuân lộc đạt nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp bền vững và bên cạnh đó thì ủy ban nhân dân huyện cũng ban hành nhiều chương trình kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện và rất nhiều các văn bản được huyện ủy, ủy ban cũng như là các địa phương ban hành để chỉ đạo thực hiện theo đúng tinh thần Trung ương chọn Xuân Lộc làm thí điểm để thực hiện nông thôn mới kiểu mẫu. Vấn đề thứ hai đó là chúng tôi tập trung cho công tác tuyên truyền để tiếp tục làm sâu sắc hơn về mặt nhận thức về vai trò mục đích ý nghĩa của việc xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu. Không có gì khác hơn đó là càng ngày càng nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần của người dân trên địa bàn để từ đó người dân chuyển biến từ nhận thức sang hành động để vào cuộc một cách quyết liệt nhất. Vấn đề thứ ba đó là chúng tôi làm tốt công tác tổ chức cán bộ, bố trí cán bộ, phân công cán bộ, bám sát địa bàn, bám sát cơ sở để kịp thời đồng hành cùng cơ sở để tháo gỡ những khó khăn vướng mắt. Vấn đề thứ tư là chúng tôi tăng cường công tác kiểm tra giám sát để kịp thời uống nắng chấn chỉnh những phần gì đó mà chưa chỉnh chu, chưa hoàn thiện để hoàn thiện hơn, chỉnh chu hơn, làm tốt hơn trong cái giai đoạn vừa qua. Và vấn đề cuối cùng là chúng tôi nêu cao vai trò người đứng đầu, đặc biệt là trách nhiệm nêu gương của cán bộ. Theo đúng phương châm là cán bộ đi trước, làng nước theo sau, để từ đó toàn hệ thống chính trị, toàn dân cùng vào cuộc một cách quyết liệt nhất. À, vâng ạ, với bộ tiêu chí mới, nông thôn mới nâng cao có nhiều điểm mới thay đổi một số quy định có thể nói là khó hơn, khắt khe hơn so với cái bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao trước đây. À huyện ủy Xuân Lộc của chúng ta đánh giá như thế nào về những cái điểm mới này và thuận lợi, khó khăn, hạn chế trong công tác chỉ đạo thực hiện cái bộ tiêu chí mới này như thế nào thưa ông ạ? Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao giai đoạn 21 25 có hai tiêu chí à, bổ sung thêm so với bộ tiêu chí cũ trước đây, đó là tiêu chí về cải cách hành chính và tiêu chí về tiếp cận pháp luật. Ngoài ra nhìn tổng thể chung thì tất cả các nội dung các chỉ tiêu của các tiêu chí của bộ tiêu chí nông thông mới nâng cao giai đoạn 21 25 đều có mức độ rất cao so với cái bộ tiêu chí cũ. Có thể đơn cử như là các tiêu chí về lĩnh vực phát triển sản xuất thì bộ tiêu chí mới này tập trung cho cái sản xuất bền vững, tập trung cho cái quan tâm đến chất lượng sản phẩm và đặc biệt là quan tâm đến hàm lượng khoa học công nghệ trong từng đơn vị sản phẩm nông nghiệp ví dụ như là bộ tiêu chí về môi trường thì bộ tiêu chí mới này quan tâm tới chất lượng cuộc sống, đặc biệt là chất lượng ở cái nước sinh hoạt và chất lượng ở cái à, môi trường trong cái sản xuất nông nghiệp cũng như là chăn nuôi. Đối với bộ tiêu chí về hạ tầng thì bộ tiêu chí mới quan tâm tới cái chất lượng công trình, độ an toàn của các công trình. Có thể nói về mặt tổng thể về chất là bộ tiêu chí mới này hơn hẳn bộ tiêu chí cũ và phải nói rằng để thực hiện được bộ tiêu chí mới này là một điều hết sức khó khăn không phải một sớm một chiều mà chúng ta có thể thực hiện được mà phải có thời gian và phải có sự vào cuộc theo một cái quan điểm đó là luôn luôn phải kiên định kiên quyết để làm thì mới có thể thành công được à, vâng mặc dù là bộ tiêu chí mới có khó khăn nhưng mà huyện của chúng ta cuối cùng thì cũng đã đạt được đúng không ạ Vâng thưa ông, khi mà xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao thì Xuân Lộc giai đoạn 2021-2025 thì được biết là huyện tập trung đột phá trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Huyện ủy đã chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ đột phá này như thế nào ạ? Huyện ủy đã sớm ban hành kế hoạch 106 để tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp mà tập trung chủ yếu là nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ gắn với lại chế biến và tiêu thụ và chúng tôi tập trung cho ba nội dung chính sau nội dung thứ nhất đó là ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất nông nghiệp và kết quả đạt được cho đến thời điểm khép lại năm 2023 thì toàn huyện chúng tôi đã có trên 700 hecta đủ tiêu chuẩn việt gáp và global gáp thứ hai đó là chúng tôi đã có được 213 trang trại và hợp tác xã đáp ứng tiêu chuẩn của tiêu chí nông thôn mới nâng cao thứ ba nữa là chúng tôi đã có 20 sản phẩm À, đã đăng ký mã số truy xuất nguồn gốc hàng hóa xuất khẩu và ba cái mã số trong nội địa. Về cái nội dung thứ hai đó là chúng tôi đã xây dựng được 16 chuỗi liên kết từ sản xuất cho đến tiêu thụ sản phẩm. Thứ ba đó là chúng tôi tập trung xây dựng nhãn hiệu và thương hiệu hàng hóa gắn với phát triển mô hình du lịch sinh thái vườn. Việc này thì chúng tôi đã xây dựng được 65 nhãn hiệu hàng hóa nông nghiệp và xây dựng được 36 sản phẩm ô cốp đủ tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên. Đồng thời, huyện cũng phát động mạnh phong trào xây dựng vườn mẫu và các tuyến đường kiểu mẫu. Cho đến giờ phút này, thì toàn huyện có 48 vườn mẫu và nhiều tuyến đường kiểu mẫu. Song song đó, thì chúng tôi cũng tập trung đầu tư toàn bộ các cái vấn đề liên quan tới hạ tầng ở nông thôn để phục vụ cho sản xuất phục vụ cho tưới tiêu vân vân tất cả các thứ thì có thể nói rằng là những cái vấn đề này là chúng tôi đã làm rất là tốt trong thời gian vừa qua. À, vâng xin được cảm ơn những cái chia sẻ rất là thiết thực và cụ thể của ông mà huyện Xuân Lộc đã đạt được trong thời gian qua. Vâng và tiếp tục nội dung trò chuyện ngày hôm nay thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự sau đây. Trên tinh thần nghị quyết 07 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về lãnh đạo thực hiện đề án xây dựng huyện Xuân Lộc đạt nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp bền vững giai đoạn 2018-2025, kế hoạch số 137 của Ủy ban dân huyện thực hiện đề án xây dựng huyện Xuân Lộc đạt nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025, Xuân Lộc bất tốc xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đầu tiên của tỉnh xác định sản xuất là khâu đột phá từ năm 2018, huyện sông lộc đã tập trung phát triển nông nghiệp chất lượng cao, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hình thành các vùng cây chuyên canh, chăn nuôi tập trung, xây dựng thương hiệu hàng hóa để mạnh phát triển kinh tế hợp tác. Huyện quy hoạch vùng chăn nuôi theo quy mô trang trại, đa số các trang trại được chứng nhận việc gáp. Huyện có các dự án liên kết sản xuất trên các loại cây trồng tiêu, chôm chôm, sầu riêng, lúa, bắp, rau xanh, xoài, thanh long, ca cao, bưởi quýt. Các dự án này được hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, việt gáp, mã số mã vạch. Kinh tế hợp tác trên địa bàn huyện hoạt động khá tốt, hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ của hợp tác xã có phần tích cực giải quyết việc làm nông thôn, tạo thu nhập ổn định cho thành viên, người lao động và làm giàu cho kinh tế hộ, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương và xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao. À, vâng vừa rồi thì chúng ta đã được xem một cái phóng sự nói về Xuân Lộc về những cái nhiệm vụ đột phá trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp mang lại một số thành tựu phát triển nông nghiệp ổn định bền vững à, huyện Xuân Lộc cũng đồng thời chú trọng xây dựng hạ tầng nông thôn này giao thông nông thôn cây mương nội đồng xây dựng các mô hình điểm khu dân cư kiểu mẫu và đạt được kết quả khả quan à, để đạt được cái kết quả như vậy thì huyện ủy chỉ đạo việc xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn trên địa bàn như thế nào trong thời gian qua thưa ông ạ à, có thể nói là việc uh, tập trung để phát triển cái kết cấu hạ tầng ở nông thôn là rất quan trọng để phục vụ trực tiếp cho việc phát triển sản xuất cũng như là tiêu thụ sản phẩm. Chính vì vậy chúng tôi tập trung quan tâm tới những vấn đề như sau. Thứ nhất, đó là chúng tôi tập trung để thực hiện tiếp tục mở rộng nhiều tuyến đường. Và trong suốt thời gian vừa qua là chúng tôi đã thực hiện 589 tuyến đường ở xã, ở ấp, ở xóm và kể cả những đường chính trong nội đồng. À, với tổng số chiều dài là 340 km và với tổng số vốn là khoảng 541 tỷ đồng. Thứ hai đó là chúng tôi tập trung phát triển về cái hạ tầng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp mà cụ thể đó là cái hạ tầng thủy lợi. Chúng tôi tập trung thực hiện 12 công trình thủy lợi hoàn chỉnh, trong đó thì có 3 công trình hồ đập và 9 hệ thống thủy lợi vừa và nhỏ. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã kiên cấu hóa bằng bê tông đối với lại hơn 72 km à, kênh mương nội đồng. Thứ ba nữa là chúng tôi tập trung để thực hiện cái việc hoàn thiện các cái hạ tầng ở nông thôn mà chủ yếu là phục vụ cho cả về vấn đề đời sống tinh thần như là chúng tôi hoàn thiện cái hệ thống thiết chế văn hóa ở cơ sở các cái trung tâm văn hóa thể thao học tập cộng đồng và các cái nhà văn hóa ấp khu phố chúng tôi tập trung đầu tư để sửa chữa đối với những cái chợ mà xuống cấp và đồng thời là chúng tôi cũng Bằng nhiều cái hình thức xã hội hóa khác nhau để mở rộng cái mạng lưới thương mại dịch vụ trên địa bàn của huyện. Để mà phục vụ tất cả các đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Có thể nói tổng thể nhờ đầu tư tốt về mặt kết cấu hạ tầng. Nên diện mạo của Xuân Lộc từ khi thực hiện nông thôn mới nâng cao cho đến giờ phút này đạt được kết quả. Thì đã thay đổi hoàn toàn về mặt diện mạo. Dạ vâng ạ. À, được biết là trong giai đoạn 2021-2025 thì xây dựng nông thôn mới nâng cao, thì tỉnh cũng chú trọng khuyến khích các địa phương đó là khai thác tiềm năng thế mạnh sẵn có để mà phát triển du lịch nông thôn, du lịch sinh thái, du lịch vườn nâng cao kinh tế của địa phương, nâng cao thu nhập bình quân đầu người. Và theo đó thì huyện xuân lộc được biết đến với vẻ đẹp của những vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, à, cụm cảnh quan thiên nhiên ao hồ rừng sông suối, đặc biệt là khu di tích lịch sử núi chứa chan thì với cảnh đẹp rất là hoang sơ hữu tình. À, để du lịch nông thôn địa phương. Phát triển thì huyện ủy có những cái sự chỉ đạo như thế nào và hiện nay thì du lịch nông thôn ở địa phương Xuân Lộc phát triển có những cái thuận lợi không và khó khăn hạn chế gì thưa ông ạ? À, chúng tôi thấy rõ là huyện Xuân Lộc có nhiều cái tài nguyên tự nhiên và tài nguyên nhân văn về du lịch. Chính vì vậy huyện ủy Xuân Lộc đã sớm ban hành nghị quyết 03 về phát triển du lịch thành ngành kinh tế quan trọng trên địa bàn của huyện. Trong đó chúng tôi xác định có 3 loại hình du lịch chính trên địa bàn Xuân Lộc phải phát triển trong hiện tại và thời gian sắp tới. Thứ nhất đó là loại hình du lịch sinh thái nghỉ dưỡng gắn liền với các cái tài nguyên như là núi, hồ, à, sông, suối ở trên địa bàn của huyện Xuân Lộc. Và hiện nay điểm nhấn đó chính là cái dự án phát triển du lịch núi Chiếc Trang Hồ Núi Le hiện nay đang trong quá trình chúng tôi hoàn thiện các thủ tục pháp lý và dự tính là cuối năm nay khả năng sẽ khởi công được giai đoạn 1 của dự án. Loại hình thứ hai mà chúng tôi tập trung đó là loại hình văn hóa tâm linh để khai thác những cái di tích lịch sử đang tọa lạc trên địa bàn huyện và các cái văn hóa phong phú do các cộng đồng dân cư khi đến sinh sống trên địa bàn Xuân Lộc mang đến. Và loại hình thứ ba như chúng ta vừa nói đến đó là loại hình du lịch nông nghiệp nông thôn. Một loại hình du lịch song hành cùng với tiến trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thì chúng tôi có được sản phẩm này. Đó là gì? Đó chính là cảnh tươi đẹp ở vùng quê Bình Điên Xuân Lộc đó chính là những cái vườn kiểu mẫu mà có thể đến check in có để đến thưởng lãm đó chính là cái gì đó chính là những cái ẩm thực đặc sắc nhiều vùng miền đêm đến ở Xuân Lộc mà chúng ta có thể thưởng thức được thông qua những cái đặc sản từ những cái trái cây rất ngon rất nổi tiếng của Xuân Lộc như chôm chôm, sầu riêng, xoài, thanh long cho đến những cái món ăn từ khắp mọi vùng miền mà do người dân Xuân Lộc đến đây sinh sống và tiến hành thực hiện để phục vụ du khách. Có thể nói tất cả những cái đó sẽ khắc họa nên một cái loại hình du lịch nông nghiệp nông thôn để phục vụ du khách trong hiện tại và đến thời điểm này thì xuân lộc chúng tôi đã có 23 điểm du lịch hòa quyện vào những loại hình đó và 23 điểm này hiện nay vẫn đã đang và sẽ tiếp tục phục vụ du khách trong thời gian hiện tại và sắp tới. Vâng xin được cảm ơn ông. Hy vọng rằng là trong tương lai thì xuân lộc của chúng ta sẽ phát triển du lịch đặc biệt là loại hình du lịch nông thôn ạ và tiếp theo chương trình ngày hôm nay thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự sau đây. Đây là khu di tích quốc gia núi Chứa Trang, là một trong những điểm du lịch tâm linh thu hút lượng lớn du khách đến tham quan. Nơi đây có quang cảnh đẹp, thanh bình, hòa quyện với thiên nhiên hùng vĩ, tạo nên nét đẹp độc đáo giữa chốn thâm nghiêm của núi rừng. Cùng việc quảng bá trên làm thắng cảnh địa phương, phát triển du lịch, tăng nguồn thu từ dịch vụ du lịch, khu du lịch cáp treo còn góp phần tại điều kiện việc làm, tạo thu nhập cho người dân địa phương. vâng thưa quý vị phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tọa đàm nông thôn mới ngày hôm nay với chủ đề đó là huyện xuân lộc một trong ba huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao đầu tiên của cả nước một lần nữa thì xin được cảm ơn ông lê kim bằng tỉnh ủy viên bí thư huyện ủy xuân lộc đồng nai đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình và hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình kỳ sau xin chào tạm biệt